mạch rì vợt chống hú, công suất khủng 400W đến 800W, lọc tiếng 5 dải tần, led nhấp nháy theo tần số mở ra, cần trép 10 kg hạt, cần 2 mít 5 kg hạt, cần mít 1 kg hạt, cần bát 2 bát 500 hạt, cần bát 100 hạt. Đẩy sâu hai cần này ha, âm bát kéo sâu xuống gần giống như tiếng sắt. Lát nhấp nháy theo tần số ngõ ra. Reverb delay echo chống hú FBEX, nhấn vào